đây đó, một cái thờ ở đây, một đây là mình đồ tùy một làng chợ mà con buôn bán nước men con đường này được vị nước lên men cái con đường ở đây. Mình làm mà nó nằm cạnh cái dòng sông như thế này thì mùa mưa lũ thì rất là lo sợ đó quý vị. Nhà thờ giáo xứ Triều Sơn Nam. Thấy cái quán tạp hóa này nó nằm khoảng mét, sát mét trên bờ sông luôn. Hôm trước nước có ngập lên đây không chú ơi? Hôm trước có nước có ngập lên tới đường này không? À lên gang không hả? Dạ. À, chắc là cái nhà dưới này chắc ngập hết rồi hay? À, dạ. Này có rỡ rồi quý vị. À, các bạn thấy rác nó bà con nằm ở đây, còn là nước nó đã ngập lên tới trên này rồi. Giờ nó càng rút dần. Phòng nó được có rỡ nhỏ, rỡ một xíu. Cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hưng Vinh. Hưng Vinh là một cái phường thấp trũng quý vị. Ó đi chợ về ó. Nhỏ đi chợ về. Những cơn mưa. Thêm những cơn mưa nữa nên là rất là lo lắng. Vì ở đây như là một cái sóng chợ. Sóng chợ ở Hưng Vinh. Mặt thấy cổng làng. Nước ơi là nước. Đây, mình sẽ hết bà con chạy thẳng vào trong này luôn. Đây là từ đường nhánh nhất độ tộc. Đây là ngôi chợ nó nằm sát bờ sông ở Hưng Vinh. Chợ mùa thu. Các bạn thấy còn lằn không lấy. Thank you.
qua bên đây là hết chợ rồi mọi người, chợ là một đoạn. Bà con đánh cá này, mùa lũ này. Có cá không chú ơi? Có cá không? Vậy có hả? Mùa nước này là nó thay nước là chắc cá nhiều nè chú hay. Dạ. À, chạy quá là không được à? Dạ. Chưa thu ra thả ngoài đồng à? Ngoài đồng kia là ngập á hả? Là ngoài đồng đó là đồng chỗ mô chú ơi. Lúc ở đây hả? Dạ. Để chắc lúc lên tới đây quý vị. Rồi, con cảm ơn chú nha. Bây giờ thay bằng, thay vì đi những cái xe máy thì bây giờ phải đi bằng chiếc ghe như này. Và đường đi không có được cái gì. Họ chèo qua cái chèo. Ở chèo ghe đầu ghe đấy hả? À giống về nhà luôn à. Ôi chở ghe lại. Bạn thấy đường tiếp tục đường chỗ con thuyền chạy về đấy. Sân vận động Hưng Vinh. Chìm trong biển nước. Vậy sân vận động Hưng Vinh đây mọi người này. Vịt đây.